Rồi. Bắt đầu vào bài, bước tay trên bục, sau đó vỗ vai với các bạn nữ thì các bạn có thể nên mang một cái găng tay và các bạn cần một cái bục ngang cách mặt đất cỡ 10 đến 15 cm như thế này nha. Hoặc là các bạn có thể xếp bánh tạ lên để bước được lên như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ một vỗ vai và bước xuống. Như thế được tính là một cái vỗ vai, bước xuống như hai cái. Hãy cố gắng đừng để mông cao quá và gồng cơ bụng của các bạn để chịu lực ở bài tập này. Cảm nhận gồng cơ bụng để điều khiển cơ thể của các bạn lên xuống thật là nhịp nhàng nha. Rồi, hãy cố gắng tập đúng cái bài tập này về gồng cơ bụng để tải lực lên cơ thể của các bạn. Rồi, gồng cơ bụng thật sâu và thật chặt và giữ đều nhịp hít thở. Ví dụ bài tập của bạn là 10 cái thì cái tổ hợp này bạn sẽ thực hiện lại là 10 lần như vậy, được tính là 10 cái nha. Mấy rồi? 9. Rồi, cố gắng lên. Bài tập này không dễ nha, cố gắng gồng bụng. Và với bài tập này các bạn phải tập làm sao mà càng cảm thấy vô cái phần cơ bụng của các bạn thì nghĩa là các bạn mới tập vô và mới tập tốt được. Rồi, hãy tập lại theo số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này.